công của cùng năm trưởng đoàn cho phép bây giờ bà chú rể vào tòa đoàn để làm lễ thái yết gia tiên. Vâng, và bây giờ xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ vào tòa đoàn để làm lễ thái yết gia tiên, sau đó ngay ra mắt người hôn để bài chào bài rất bài tà. Vâng, trân trọng kính mời, và lần nữa trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy vào tòa đoàn để làm lễ thái yết gia tiên. Trân trọng kính mời. Trong khi cô dâu và chú rể vào tòa đoàn làm lễ thái yết gia tiên, ban tổ chức tôi trân trọng kính mời các cô cùng toàn thể hồng hoa ta tiếp tục bài chào bài rất bài tài để chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Vâng, trân trọng kính mời.